chuyện tích, bỏ lỡ cơ hội mà không được gặp Đức Mẹ. Thầy Antonio, dòng Thánh Francisco, rất có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Thầy có thói quen, mỗi khi lần hạt mân côi thì phải đọc cho xong thì mới làm việc khác. Một hôm, thầy đang lần hạt sốt sắng thì Đức Mẹ hiện ra với thầy. Lúc ấy, thầy cuống quýt mừng quá, muốn chạy ngay đến với Đức Mẹ. Nhưng nghĩ mình đang lần hạt dở dang mà bỏ thì uổng phí quá, cho nên cứ nán lại đọc cho xong rồi mới chạy đến với Đức Mẹ. Khi thầy chạy đến thì Đức Mẹ đã biến đi rồi. Tiếc quá, thầy mới thở than với Đức Mẹ: tại sao mẹ không đến khi con lần chuỗi xong? Con không lỡ bỏ ngang, vì mẹ đã nói không một việc đạo đức nào chúng con dâng lên mẹ mà mẹ yêu thích bằng chuỗi hạt mân côi. Vậy con xin mẹ thứ tha cho con vì lỗi lầm này. Tối hôm sau, Đức Mẹ cũng lại hiện đến với thầy khi thầy đang đọc kinh mân côi. Thấy Đức Mẹ, thầy vội vã bỏ đọc kinh và chạy ngay đến với Đức Mẹ. Đức Mẹ giơ tay ra làm hiệu cho thầy phải đọc kinh cho xong thì Đức Mẹ mới tiếp. Đức Mẹ vẫn cứ chờ cho đến khi thầy đọc kinh xong. Đức Mẹ bảo thầy: mẹ khen con vì con biết kính trọng chuỗi hạt mân côi hơn là đến với mẹ. Mẹ đến thăm con là vì con yêu mến mẹ bằng chuỗi hạt mân côi, chứ không phải mẹ đến thăm con vì con là một thầy dòng đạo đức. Từ đó, thầy đi đến đâu cũng rao giảng về chuỗi hạt mân côi và những ơn ích bởi chuỗi mân côi. Không bao giờ quên nhắc lại chuyện tích này để làm chứng cho lời mình giảng dạy.